Từ 7 giờ sáng, chị Trần Thị Xuân cùng chị Trần Thị Mộng Nghi, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Poyen Việt Nam, đến khu vực văn phòng công đoàn của công ty để được khám nha khoa. Trước đó hai chị đã được khám phụ khoa. Tham gia ngày hội vì sức khỏe người lao động lần 2 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố và Hội từ thiện chùa Tường Nguyên quận 4 tổ chức vào ngày 1 tháng 10. 1.500 đoàn viên công đoàn người lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn Poyen Việt Nam được khám phụ khoa, tầm soát, hỗ trợ các trường hợp bệnh lý về phụ khoa và nha khoa, chữa trị nhổ trám răng miễn phí. Sau khi khám là bác sĩ cho biết là sức khỏe của em cũng bình thường. Cảm ơn là Liên đoàn của Lao động đã tổ chức cái sức khám để định kỳ cho công nhân. Em cũng muốn là hàng năm là cứ tổ chức nhiều thì tụi em có sức khỏe để cống hiến cho công ty nhiều hơn. Sức khỏe của người vô cùng quý báu. Đặc biệt là khi mà được hội với là thành phố và vô khám cho trên 1.500 công nhân á, nó mang cái ý nghĩa rất lớn, đặc biệt là đảm bảo sức khỏe cho những anh em người lao động sau cái dịch Covid-19. Cũng tại ngày hội, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao 50 phần quà cho nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm 800.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 200.000 đồng. Bên cạnh đó, quận ủy, quận Bình Tân cũng trao 20 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, bao gồm quà và tiền mặt. Đồng thời, 1.500 công nhân còn được nhận phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng một người từ Liên đoàn Lao động quận Bình Tân và một phần quà trị giá khoảng 100.000 đồng từ công đoàn cơ sở công ty. Chúng tôi hy vọng rằng sau cái thành công của đợt khám sức khỏe này thì rất là mong có được sự chung tay hỗ trợ của các mạnh thường quân, của các đơn vị cùng chung tay với tổ chức công đoàn đến với được nhiều công nhân lao động trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh hơn.